Vâng, chào mừng toàn thể các bác của anh chị em đến với video mới của em Trinh Trang Audio HD. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu với toàn thể các bác của anh chị em về một cái sản phẩm loa đỉnh cao nổi tiếng hãng JBL. Đây là một trong những cái sản phẩm, một cái model mà các cái video trước đây em Trinh Trang Audio HD cũng đã về rất nhiều và cũng đã rất chi là may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các bác của anh chị em đã ủng hộ các cái sản phẩm model này ở các video trước đây em Trinh Trang Audio HD test và giới thiệu ở trên kênh YouTube, kênh chuyên test và giới thiệu tất cả các sản phẩm thanh nghe nhạc và hát karaoke ở bãi từ bình dân đến cao cấp. Và ngày hôm nay tiếp tục chào mừng ngày 12 tháng 3 năm 2024, em Trinh Trang Audio HD tiếp tục về và lên giới thiệu với toàn thể các bác của anh chị em một cái model siêu siêu VIP, siêu siêu đẹp và siêu siêu mới, siêu siêu zin 100% các bác của anh chị em nhé. Thì không để các bác của anh chị em chờ đợi lâu nữa, xin mời toàn thể các bác của anh chị em cùng hướng tới mình lắng nghe và theo dõi một trong những dòng loa full với cơ hình loa hai đường tiếng, một bass 30, một tiếp kèn, mà đặc biệt nó lại là dòng đỉnh cao của hãng JBL hàng bãi Mỹ, và đặc biệt nữa nó là cái model MR922. Đây là một trong những model được rất nhiều các bác của anh chị em trên toàn quốc sở hữu săn tìm về để phối ghép đồng ô trong phòng cũng như là phối ghép nghe nhạc và hát karaoke. Phải nói đây là một trong những phân khúc rất vừa tầm tiền cũng như là cho toàn thể các bác của anh chị em một cái chất âm rất tuyệt vời, và đặc biệt là cái hình thức cũng như là về cái chất âm nó rất phù hợp để cho các bác của anh chị em phối ghép ở kê ở trong phòng đồ mô rất đẹp và nghe tất cả các loại nhạc DJ, nhạc không lời, nhạc Z-Mix, nhạc sàn, rồi là nhạc bolero, và đặc biệt là hát karaoke nó quá phê rồi. Thì hôm nay xin mời toàn thể các bác của anh chị em cùng một lần nữa chiêm ngưỡng một cái model em về phải nói rằng là cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp. Đây là một trong cặp loa về là zin 100%, mới tới 98% các bác của anh chị em nhé. Toàn bộ loa cái model MR922 này được hãng thiết kế và sản xuất tại Mỹ và đang có tại em Trinh Trang Audio HD với một tình trạng nó là zin bản. Với một cái thiết kế đây các bác quan tâm đấy này, toàn bộ thùng bên ngoài là được bọc bằng da và 8 góc của loa là được hãng thiết kế là bọc thêm 8 góc nhựa, quá chắc chắn luôn. Và mé đằng trước mặt bát là được hãng thiết kế là cái mặt lưới sắt bảo vệ mặt bát an toàn 100%, và đặc biệt cái model này là loa về là còn nguyên cái tem cờ zin có sản xuất rất mới rất đẹp các bác quân chem nhá. Các bác quân chem để ý này, thùng nó quá mới quá đẹp luôn, chưa qua tút tát spa một chút nào đâu các bác quân chem nhá. Đây em đang chạy với một cục đẩy crown và đang phối ghép với cả cái model MR922 rồi. Thì phải nói rằng là cái dòng MR922 hay còn gọi là cái dòng loa JBL nói chung phối ghép với cả cái dòng đẩy crown của Mỹ thì nó là cặp đôi hoàn hảo cậu mợ tuyệt vời luôn các bác quân chem nhá. Tuy nhiên để setup cho một cái setup hay nhất cũng như là khai thác được tối đa VIP nhất trong phòng thì nó có rất nhiều vấn đề, rất nhiều yếu tố để phối ghép và để có được một cái bản nhạc cũng như là bản phối hoàn hảo nhất. Thì hôm nay em sẽ tháo một lần nữa ra cái sản phẩm MR922 để các bác và anh chị em chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ ngoài vào đến trong và vẻ đẹp từ trong ra ngoài. Đây là một cái cặp loa em đang chạy một chiếc và có một chiếc em đang tháo ra. Đầu tiên em sẽ review cái mặt lưới sắt đây. Các bác cùng xem để ý này, cái mặt lưới sắt của cái model MR922 này quá mới luôn, tem cờ quá mới luôn, lưới zin 100%, chưa có gọi là tút tát spa một tí nào. Tem đỏ logo của JBL đây, nó vàng bóng luôn, quá mới các bác cùng xem nhá, quá mới luôn đấy. Cái mặt lưới quá mới nhá, cái mặt lưới này nó bảo vệ an toàn cho cái chiếc bát này 100%, chống va đập, chống tì, chống rách màng, chống rách gân, chống bục rốn các bác quân chem nhá. Đấy, đấy là về cái hệ thống bảo vệ. Và bỏ cái mặt hệ thống bảo vệ này ra, đi sâu vào bên trong, các bác quân chem để ý này, cái loa bát này, cái model bát này nó quá là mới luôn. Toàn bộ xương nhôm đúc, gân ba rãnh các bác quân chem nhá, gân ba rãnh, bát màng sâu, rốn hồng lừ. Đấy, nó quá mới này. Nhìn cái keo cảm giác nó còn ướt luôn. Nhìn cái keo cảm giác nó còn ướt luôn các bác cùng anh chị em nhé. Còn ướt luôn này, còn ướt luôn, số nồng lừ luôn. Các bác cùng anh chị em lưu ý là cái sản phẩm MR922 này thì là đây là một trong những cái model đời cao nhất của dòng loa JBL MR922. Lại chạy dòng bát có dâu các bác cùng anh chị em như này. Bát có dâu, tất cả các cái dòng loa MR922 này thì nó có đời bát không dâu là bát trước và bát ra đời cao nhất là bát sau cùng. Cao nhất của hãng đó là cái đời bát tích hợp có hai dâu này. Các bác cùng anh chị em gọi là dâu dài các bác cùng anh chị em nhé. Cái lỗ thông hơi các bác cùng xem để ý này, dòng loa này em Trinh Trang Audio HD mới về là chưa chạy ở Việt Nam. Cái lỗ thông hơi là cái đầu mút bịt chống bụi là cũng là vừa mới là về đến vận chuyển về Việt Nam là nó sóc, nó có hiện tượng là nó bục ra này.
Đấy các bác cũng xem đấy không? Tôi bục ra này, chưa sử dụng, mới tinh luôn. Thì để khẳng định cái lời của em Trinh Trang đó đây nói là chuẩn 100%. Thì bây giờ xin mời toàn thể các bác cũng xem cùng chú ý hướng tới thật sâu thật kỹ để em khui cái nội thất này ra, thì các bác cùng xem sẽ cảm nhận được cái lời em Trinh Trang đó đây nói là. Đây là em sẽ nhấc cái chiếc bát này ra, các bác cùng xem nhá. Em sẽ nhấc cái chiếc bát này ra. Đấy, bây giờ là nhấc ra khỏi thùng. Nhấc ra khỏi thùng. Cầm cả cái lưới này. Đấy. Đây các bác cùng xem nhá. Đây, úi dồi ôi. Đây các bác cùng xem để ý này. Cái củ lỗ bát MR922 quá mới luôn. Lần đầu tiên ra khỏi thùng. Đầu tiên em sẽ quay cái series của màng. Series của màng là 73324 các bác cùng xem nhá. Series của màng là 73324. Series của màng 73324. Đây là cái nhện. Cái nhện này keo nó còn quá là vàng quá mới luôn. Nhện keo quá vàng quá mới luôn. Đấy cái xương nhôm đúc này. Đấy bây giờ em sẽ úp này xuống. Úp này xuống đây các bác cùng xem thấy không? Úi dồi. Đây là cái củ từ củ lô bát MR922 mà các bác cùng xem đang được theo dõi, đang được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp phải nói rằng là hoàn hảo luôn. Quá mới luôn. Cảm giác cái độ mới ông ánh luôn các bác cùng xem nhá. Đây. Quá mới quá ông ánh luôn. Chưa ra khỏi thùng một lần nào và lần đầu tiên phải em xin chào đó đây. Các bác cùng xem lưu ý là cái sản phẩm MR922 này hãng sử dụng cái bát là 2022H các bác cùng xem nhá. 2022H này. Quá mới luôn các bác cùng xem nhá. Quá mới luôn. Dấu mực lỗi của JBL này. Dấu mực lỗi của JBL này. Đấy, dấu mực lỗi JBL này. Đấy, dấu mực lỗi JBL. 70G JBL-2. Đây các bác cùng xem nhá, quá mới này. Cái dâu này. Cái dâu của cái bát này, sợ mới mới. Phải nói là kính keng luôn. Quá là đẹp luôn. Quá là đẹp các bác cùng xem nhá. Đây. Quá là tuyệt vời luôn. Các bác cùng xem nào vào xem được cái video này mà đang có nhu cầu muốn sở hữu cái sản phẩm loa JBL MR922 này thì em Trinh Trang nó đây tin chắc đây sẽ là một trong những cái model, một trong những cái đời mà phải nói rằng một trong những cái bản quá VIP để cho các bác quần xem nhanh tay sở hữu được này. Cái cặp này nhá, các bác quần xem nhá này, cái từ này mới keng xà beng luôn, đóng ánh này keng xà beng luôn, quá mới nhá. Em sẽ nhấc này ra đấy, nhấc này ra đấy. Đây là cái các bác quần xem lưu ý là khi rút ra cắm vào xem thì cái dây mà nó có hai màu là dây xanh và dây đen, nó sẽ là dây âm các bác cùng xem nhé, xanh và đen là âm. Còn cái dây một màu là dây xanh nó sẽ là dây dương, các bác chỉ cùng xem nhé, tương đương với cả đen hoặc đỏ hoặc đen hoặc hồng các bác cùng xem nhé. Quá mới luôn. Em sẽ nhấc cái này xuống để các bác cùng xem nội thất bên trong. Đây. Nội thất bên trong. Về cái phân tần. Phân tần đây các bác cùng xem thấy chưa? Nó mới kinh khủng luôn. Quá mới luôn, bông tiêu âm. Thùng đây. Mới kinh khủng luôn. Mới kinh khủng dã man luôn. Đấy, bông vàng óng không có một tí bụi nào bên trong ngoại trừ cái bọt biển các bác cùng xem nhé, ngoại trừ cái bọt biển mục. Giờ em sẽ tiếp tục nhấc cái loa tép này lên. Đấy, em sẽ nhấc cái loa tép lên từ từ thôi. Đây các bác cùng xem để ý này, em sẽ nhấc cái loa tép này lên. Đây các bác cùng xem để ý này, đây sẽ là cái củ loa tép MR922. Các bác cùng xem lưu ý cái củ loa tép MR922 này là sử dụng là khác. Đó là cái củ cốc đít nhôm các bác cùng xem nhá. Cốc đít nhôm. Đấy, cốc đít nhôm sử dụng là cái củ bát là 2418H. 2418H mới kính keng luôn, đẹp óng ánh luôn. Quá là VIP luôn các bác cùng xem nhá. Đây. Quá là VIP luôn các bác cùng xem nhá. Tuyệt vời luôn. Em tin chắc rằng là chỉ cần tháo một chiếc này thôi thì các bác cùng xem cũng đã cảm nhận được cái độ mới và độ đẹp, cái độ keng của cái sản phẩm loa JBL MR922 đang có tại em Trinh Trang RD. Thì các bác cùng xem lưu ý, đây là một trong những cặp loa cực kỳ hot, cực kỳ mới, cực kỳ đẹp và cực kỳ hiếm về thị trường Việt Nam và đang có tại em Trinh Trang RD. Và các bác cùng xem vào xem video có nhu cầu thì xin mời các bác cùng xem liên hệ với em theo địa chỉ trên. Em Trinh Trang RD, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em ship bằng toàn quốc theo cầu. Thì cái cặp loa này thì em lưu ý với các bác anh chị em là đang có lại em Trinh Trang RD bán ra với cái giá là trên 20 triệu các bác anh chị em nhé. Các bác anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số hotline 0967697999 để được tư vấn cũng như được hỗ trợ về cái giá tốt nhất của cái cặp loa MR922 đang có tại em Trinh Trang RD. Cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP, cực kỳ hiếm, quá mới luôn các bác anh chị em nhé. Thì qua cái video này, các bác anh chị em nào mà vào xem kênh YouTube của em Trinh Trang RD mà chưa bấm nút đăng ký kênh cũng như là chưa bấm nút like theo dõi và chia sẻ thì xin mời toàn thể các bác của anh chị em hãy bấm
các cái phím đăng ký kênh, chuông theo dõi và bấm chia sẻ với toàn thể các bác của anh chị em để cùng toàn thể các bác của anh chị em đông đảo trên gần xa trên toàn quốc chia sẻ và giao lưu những cái sản phẩm âm thanh hàng vải VIP nhất và phù hợp nhất với cái điều kiện kinh tế và cái khu chơi của mình. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại toàn thể các bác của anh chị em trên toàn quốc và các video clip gần đây nhất. Em xin chào, rất đây.